Ôi, dính rồi. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi. Dính rồi, dính rồi. Các bạn này, sau một tiếng câu thì dính chúng cháu mình mới dính được một con nhé. Cá chép mọi người ạ. Hello chào mọi người nha. Đây là hai chú cháu mình đây. Hôm nay mình và cháu Kiệt đây sẽ làm một thử thách. Hai chú cháu sẽ đi câu cá ở ngoài nghĩa địa lúc nửa đêm nhé. Đây, quay cho mọi người xem. Đây, hôm nay hai chú cháu mình sẽ câu cá ở cái kênh nước này nha bạn nhé. Cái kênh này nằm chạy dọc nghĩa địa chúng mình luôn. Về nghĩa địa này mọi người. Ban ngày mình đi qua thì thấy rất là nhiều cá. Hôm nay mọi người cùng xem hai chú cháu mình đêm nay có câu được nhiều cá không nhé. Bây giờ khá là muộn rồi mọi người ạ. Nửa đêm rồi, mấy giờ rồi Kiệt? Hơn 11 rưỡi. 11 rưỡi rồi kìa. Bây giờ 11 rưỡi đêm rồi mọi người ạ. Hai chú cháu mình dự định sẽ câu ở đây đến tầm 12 rưỡi rồi sẽ về đi ngủ nhé. 12 rưỡi về là muộn quá rồi. Mọi người thông cảm nha. Bây giờ mọi người hãy xem hai chú cháu mình câu nha. Kiệt có thấy sợ không? Không. Mẹ gan to à? Giờ này làm gì có ai bén bạn ở đây nhé. Mồi mình làm bằng cơm xay nhuyễn với thính nha mọi người. Hơi dính tay. Không biết cá quan nào. Bây giờ mình sẽ giặt một ít tinh xuống trước ạ. Thơm lắm. Thơm cực kiệt ạ. Có ăn không? Thôi. Đâu mà mình ăn. Không biết có cắn không? Đêm tối sợ nó cắn. Chỗ này không có cá mọi người. Hai chú cháu mình sẽ đi sâu vào trong nghĩa trang bên kia nha mọi người. Đủ vị trí xem có cá không. Đi chơi. Ở đây. Bốn năm chỗ thôi mọi người. Đây nghĩa trang xung quanh mình bây giờ toàn là mộ mả không. Đây cá ban đêm đi ngủ phết rồi sao. 30 phút rồi. Thì cháu mình lại đủ địa điểm cho mọi người. Bây giờ là đi sâu ở tận bên trong nghĩa trang rồi nhưng mà cá nó không cắn. Đêm cá nó ngủ hết thì sao ấy. Đó, Kiệt nha, đứng lên đây với chú nhé. Ok. Quay chú, đây, đứng đây. Ui ôi. Ui cái này như kiểu cái ván quan tài sao ấy. Ván quan tài mọi người ạ. Giật bắn cả mình. Mọi người đây là cái ván quan tài mọi người, người ta bốc mộ xong người ta để trôi ở đây mọi người. Mình sẽ thả câu ở đây luôn nhé. Đây Kiệt quay đây Kiệt ơi. Mọi người nhìn thấy đây là cái ván
bán quan tài như chúng mình là người ta bốc mộ xong người ta không bỏ gọn lại, người ta vứt linh tinh cho trôi trên mặt nước này, nhìn nó giật cả mình luôn. Mình thả câu đây chắc chắn sẽ cắn nha, mình linh cảm là chắc chắn cá sẽ cắn câu. Cái ván đêm nó trôi này, nhìn nó giận người không? Ui, mất mồi luôn. Đợi mồi. Mọi người, mình thả câu ngay cạnh cái ván quan tài nổi nhé. Mong là mình câu đây sẽ gặp may. Đây, cái ô kia là cái kính của quan tài mọi người, để nhìn thấy mặt người chết đấy. Kinh. Kiệt có thấy kinh không Kiệt? Có. Có hai chú chó mình đây rồi. Câu độ khoảng 1 tiếng nữa mà không có gì thì về đi ngủ nhá. Vâng. Mình thả câu giữa cái nắp ván này nhá. Biết đâu đây lại có cá mọi người. Nhiều khi cá nó nấp ở dưới cái ván này. Hơi ghê tay. Thực sự là nản mọi người ạ. Mình câu đến bây giờ là 45 phút rồi mà chưa con nào cắn câu. Ngồi ngay cạnh cái ván thiên này này mà không câu được cá nữa thì cố gắng câu thêm khoảng 30 phút nữa, nếu mà không được cá thì mình xin phép kết thúc video và về nhé. Thật sự câu khoảng 40-50 phút mà không thấy cá cắn câu rất là nản mọi người. Này mọi người nhìn thấy cái ván này, gió nó thổi trôi nhìn rất là giận người nhỉ. Ván quan tài ấy mọi người nhé, gỗ xưa. Mặt nước nó đang có gió thổi ấy, nên là nó cứ trôi đi trôi lại nhìn rất là ghê rợn. Mãi mà cắn câu mọi người ạ. Ui. Dính rồi. Các bạn này, sau 1 tiếng câu thì chú cháu mình mới dính được một con nhé. Cá chép mọi người ạ. Mỹ mãn rồi. Hay quá. Đây mọi người. Cá chép nhá. Hôm nay là có thành quả rồi. Khỏe quá. Ngon rồi. Tối nay có mồi nhậu rồi Kiệt ơi. Ok. Về chiên. Chú cháu hôm nay muộn rồi, khả năng để sáng mai chú cháu mình sẽ nướng nhé. Nướng. Câu tiếp lấy một con nữa rồi chú cháu mình về để chờ sắp người. Nướng cho muối ớt. Bây giờ muộn rồi mọi người ạ, 1 giờ đêm rồi. Hai chú cháu mình câu ở ngoài nghĩa trang này đúng 1 tiếng rưỡi, được một em cá chép này. Thôi thế coi như là có thành quả rồi mọi người ạ. Giờ mình phải về cho cháu nó ngủ thôi. Giờ hai chú cháu đi suốt đêm rồi, từ 11 rưỡi đến giờ.
Bây giờ gần 1 giờ sáng nha mọi người nha. Hai chú cháu mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Mọi người thấy video của mình hay thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha, để ủng hộ mình ra tiếp những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye. Kiệt giờ về muộn này, mẹ có chửi không Kiệt? Không, mẹ không chửi, mẹ chỉ đánh thôi. Bí mật nha. Okay. Giờ về trộm nha, đừng nói với mẹ nha. Ok. Không cần về đâu. Sáng mai mình sẽ nướng Kiệt nha. Ok chú. Nướng để cháu ăn. Cháu đang cầm cá mà chưa có con cá này. Đây là về phía tắt nó. Đi qua đi qua. Đặt sợ. Không có con cá này. Đừng anh có Kiệt ơi, nghe giọng người rồi đấy. Vâng. Một giờ sáng người ta lang thang trong núi điện. Vâng. Tối mai đi tiếp không? Có mắt mai cháu đi. Nhưng mà đi về sớm một tí. Ừ, ok. Tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.